Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và vợ chồng trùm hóa đơn đỏ Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Trước đó tại tòa sơ thẩm ngày 12 tháng 4, hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án bị cáo Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ bị cáo Trương Xuân Đức bị tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ. Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng. Trong đó, hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng, nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ và cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Hội đồng xét xử đánh giá vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật. Nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm, có tính răn đe. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, bị cáo Trương Xuân Đức và vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh đã lập, quản lý, điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính với số lượng hóa đơn mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời trên 41 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức đã đưa hối lộ cho ông Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng, và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tổng số 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về công ty, bị cáo Trương Xuân Đức bỏ trốn và dặn vợ đến tìm gặp bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình để nhờ và giúp đỡ chạy tội. Tại nhà bị cáo Ca, bị cáo Ngọc Anh nhờ cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng tìm hiểu tác động chạy án cho bị cáo Trương Xuân Đức, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, bị cáo Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng, nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và có 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, ban đầu bị cáo Đỗ Hữu Ca không thừa nhận việc lừa đảo, nhưng sau một đêm nằm suy nghĩ đã thay đổi lời khai. Thành khẩn khai nhận việc cầm 35 tỷ đồng của vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức và thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố là đúng người, đúng tội. Đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận sau đó bị cáo Đỗ Hữu Ca đã thành khẩn khai báo, nộp lại 35 tỷ đồng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cùng với đó, quá trình công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca được nhận nhiều huân huy chương các loại, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều cơ quan ban ngành tại thành phố Hải Phòng cũng đã có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo. Ông Đỗ Hữu Ca bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự với cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để hứa hẹn chạy án. Trong khi đó, vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng bị đưa ra xét xử với hai tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Cáo trạng nêu, vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Số lượng hóa đơn Đức và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Đức và Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng,
và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Đáng chú ý, khoảng thời gian tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội. Ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được. Ông Ca đã nhận và chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Đức và Ngọc Anh. Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai Đức và Ngọc Anh đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đức, mà số tiền này vợ chồng Đức chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ của nhà Ca. Bản thân ông Ca nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không có khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng tiền này để chạy tội cho Đức. Ông Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, số tiền 35 tỷ đồng ông Đỗ Hữu Ca bị quy kết là chiếm đoạt của người bị hại, được xác định là số tiền do phạm tội mà có. Ông Ca đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tiến hành tố tụng để chờ tòa án phán quyết. Số tiền này có thể sẽ bị tịch thu xung công quỹ nhà nước. Theo cáo trạng, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và thôn trại trên Đồng Phản, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, sổ tiết kiệm. Về nguồn gốc tài sản, ông Ca và vợ là Vũ Thị Lộc khai, số đồ vật tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Kết quả điều tra xác minh xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, tuy nhiên việc ông Đỗ Hữu Ca và bà Vũ Thị Lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh, xem xét, xử lý sau. Theo cáo trạng, ông Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức.